Quý vị, những năm gần đây, du lịch thể thao đang nở rộ tại nhiều tỉnh thành có thế mạnh du lịch. Thực tế cho thấy, các sự kiện giải đấu thể thao đều thu hút hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn vận động viên, huấn luyện viên, khán giả thể thao tham gia. Kèm theo đó là các dịch vụ ăn uống, vận chuyển, lưu trú, mua sắm được hưởng lợi. Là địa phương ven biển có sinh cảnh, khí hậu, địa hình đa dạng, đẹp, cùng hạ tầng thể thao khá tốt, nên những năm gần đây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thúc đẩy du lịch thể thao thông qua các sự kiện giải đấu nhằm tăng tính trải nghiệm cho du khách. Trong chuyến tập huấn tại thành phố Vũng Tàu trước thêm giải vô địch Pencaksilat quốc gia 2024, đội tuyển Thanh Hóa tranh thủ ngày nghỉ để tái tạo năng lượng cho vận động viên bằng chuyến tham quan các điểm đến nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực phố biển. Hôm nay tôi đến đây thi đấu được tham quan Bạch Trinh và bảo tàng vũ khí cổ ạ. Cả hai điểm rất là ấn tượng và rất là đẹp ạ. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì chúng tôi sẽ cho các cháu đi tham quan, cho các cháu thứ nhất là biết về Việt Nam ta có rất nhiều cảnh đẹp. Thưởng thức ẩm thực Vũng Tàu, đa phần các vận động viên, huấn luyện viên đều ấn tượng thích thú. Lần đầu tiên em được ăn bánh khảo ở Vũng Tàu thì em cảm thấy rất là ngon ạ, lạ miệng và em rất là thích món này ạ. Chúng tôi mong rằng Sở Văn hóa sẽ tổ chức nhiều cái giải giống như thế này để cho các vận động viên về thành phố biển Vũng Tàu chúng tôi thi đấu và thưởng thức ẩm thực của nhà hàng của chúng tôi. Có nhiều cảnh đẹp hoang sơ, nhiều khu du lịch chuẩn 5 sao đã giúp Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc là điểm đến thường xuyên của các sự kiện giải đấu thể thao quốc gia và quốc tế như golf, boxing, cờ vua. Từ các vận động viên, huấn luyện viên và khán giả thể thao, hình ảnh Hồ Tràm dần lan tỏa đến nhiều du khách, nhất là khách quốc tế. Trong năm 2023, The Brand Hồ Tràm đã phục vụ hàng chục ngàn khách quốc tế tham dự các sự kiện thể thao và boxing. Thành công này là tiền đề để chúng tôi tổ chức nhiều hơn các sự kiện thể thao boxing trong năm 2024. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là điểm đến của 26 giải thể thao quốc gia, 27 giải thể thao tỉnh mở rộng, 4 giải thể thao phối hợp cùng nhiều sự kiện thể thao xã hội hóa. Các giải đấu diễn ra từ đầu năm đến nay đã thu hút khoảng 25.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và hơn 2 triệu lượt khán giả trực tiếp đến xem cổ vũ. Các cái giải đã thu hút được cái lượng khách du lịch về Bà Rịa Vũng Tàu rất là lớn, và cái công tác tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao của Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng được nâng cao, hoàn thiện về mọi mặt. Được các cái huấn luyện viên cũng như là các cái vận động viên đánh giá rất là cao. Tiếp tục chủ trương kích cầu du lịch bằng các sự kiện giải đấu thể thao, năm 2025, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục được Cục Thể dục Thể thao tin tưởng lựa chọn đăng cai 29 giải thể thao thành tích cao quốc gia, 5 giải thể thao châu Á.